Đấy, được cảnh đẹp này cơ mà. Đây là gọi là khu 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 gì đấy? Đây là 72 của Paham. 72 Paham. 72 của 72. Lý do 72 là như nào nhỉ? 72 thì phải pháp đánh Mường Thanh thì họ tin vào cái số 72 ở trên có, cảng cá. Có một số 72. À. Thế, thế có đường vào không? Có máy bay không lên được anh, không lên được đâu. Thì pháp như kiểu bay mà bay vào thôi. À. Mình đi qua từ kia đây có cái số 72. Thế 72 là cái cửa khe kia à? Không, ở bên kia kia anh. Có cái bàn đá hình trái tim đấy. Tí tí ra cho cái lán kia. Quay vào. À cho cái lán ở dưới kia. Đừng có mấy cái hội được nhập vào để không báo được. Đây gọi là 72 nữa. 72 là đây là thời Pháp mấy đúng không? Đi vào trong kia còn có cái khu sư phạm cũng được chưa? À, sư phạm á? Có nghĩa là trường sư phạm. Lính đóng quân ở trên kia, còn cái có nhà xây cũ ở kia mà. À, quân đội ấy. Ừ. Rồi chúng ta sẽ đi vào khám phá. Đấy, ở trong này có trường sư phạm gì? Mất rồi anh ạ. Giờ mất rồi. À, có nghĩa là dấu tích. Ừ. Rồi nào, tiếp tục hành trình. Nó hơi giật giật cái xe này. Nó giật giật quạt. Đây cảnh đẹp ấy. Đây là toàn cảnh thủy điện gì nhỉ? Anh quên mất rồi. Trung Thu anh. Trung Thu à? À. Điện Trung Thu. Thủy điện Trung Thu thuộc
xã Pa Ham, huyện Mường Trà của tỉnh Điện Biên này. Thế mà không rung nhỉ, nghe to thế này mà không rung. Đây là thủy điện Sông này gọi là sông gì? Sông này Nằm Mức. Sông Nằm Mức à? À thế với cả cái thủy điện Nằm Mức kia là đúng không? Vâng. Cùng một thủy điện. Cùng một dòng sông. Hai thủy điện cùng một dòng sông. Nhưng mà của Nằm Mức kia là nó to hơn hay sao ấy? Ờ, nhìn trên cao nó cái bọt nó bay trắng xóa cơ mà. Máy sạc không vào, sắp hết pin rồi đấy. Và còn một số cảnh quan khác nữa nhờ. Đi thăm quan một số cảnh quan khác nữa của khu vực xã Pa Ham. Đấy. Đây nhá, thủy điện Trung Thu. Ba cửa xả nước đây. Đó. Cái này không bằng cái Nằm Mức. Nằm Mức anh nhìn từ trên tầng kia xuống là bọt nó bay hơn. Nó bay cao hơn. Nhìn trên kia xuống chóng mặt nhỉ. À, lán Cam à? À, này lán nhà ai? À, đây, đi thăm thủy điện đồng thời là thăm trang trại. Trang trại và tìm bắt con vịt về mấy anh em chế biến này. À, ở đây
Ở đây chăn nuôi vịt à? À trang trại à? Cậu em bán hết rồi. Thuyền á, thuyền nước như kiểu chảy xiết ấy nhỉ? Thuyền to hơn. À. Đây trang trại ngay đây quá tiện nhỉ. Nước lúc nào cũng nó chỉ cũng giữ mức thôi đúng không? Vì là nó ngay thủy điện thì. Đấy, ngay thủy điện. Đấy cảnh đẹp mà. Lại pin yếu rồi, pin sạc lúc đấy không vào. Mang trên đường xuống đây. Rất tiện nhỉ, đường thủy bây giờ đây này. Ngay đây đây. Bán câu chứ phải té phải phơi nhá. Bán thì tiện. Thế mà té kiếm bao nhiêu nhỉ? Đấy. Chắc thì 50 60 nhỉ. 50 bán cho em đi. Té. Ui cô, 50. Thấy chưa, quá tiện lợi. Hai thuyền, nhiều thuyền vận chuyển ấy chứ. Đấy. Rất tiện lợi. Xe đến tận nơi. Hết hết cả cái thuyền này nữa. Cái thuyền này khoảng bao nhiêu tạ anh? Đến tấn chứ nhỉ? Mấy tạ thôi à? À, cứ tính trung bình cái bao là biết đúng không? 3-40 thì đếm lên là nhân lên là biết. Cái này chở được bao nhiêu bao? 20. 24 bao à? Thì là 24 bao. À, anh ở bản đây luôn à? Ở bản bên này. Gọi là tên bản gì? Cái dông. Cái gì ạ? Pổ Cà Giao. Pổ Cà Giao. Pổ Cà Giao. À, Pổ Cà Giao. Ừ. Tên bản hay nhỉ? Cà Giao. Ừ. Cà Giao em và tôi. Cà Giao. Nhưng mà vẫn thuộc Paham nhỉ? Không. Tổ chùa đấy. À, tổ chùa à? À, thế à? Thế em cũng vừa đi chợ tổ chùa về lúc trưa nay. À, thế à? Thế nhưng mà đi lòng vòng thì chả biết đấy, vì em không thuộc khu vực này. À. Cứ tưởng là Paham là lại thuộc Mường Trà nhỉ? Ừ, Paham Mường Trà. Đấy, Paham mấy thanh niên này là Paham này, Mường Trà này. Đấy, rất thuận tiện. À, tổ chùa hết. Nhưng mà bây giờ thuận tiện cái là đi, mình lại đi thuyền đúng không? Ờ, đi thuyền đó bạn. Đấy, thuyền. Vâng. Đây mới có. Đúng rồi. Con thuyền còn chở được nhiều chứ. Đúng rồi. Đó. Mình bao. Vâng. Ôi chào các bác nhá, các bác làm đấy nhá. Anh em đi về lướt qua mấy vòng xem thủy điện thuận tiện, vừa nước vừa ấy. À, các bác làm nhá. Vâng. Vâng. Đấy, trang trại. Đi hồ truy tìm bắt vịt. Lên rừng núi thì bây giờ lại về lại tìm gà. Có gà không bắt được. Có gà nhưng bây giờ bắt hả? Đuổi rừng này có mà đuổi được. Đây, có này này, trong đây này. Là con gà đi. Kìa.
nhiều. Đâu con nào? Con nào đấy? Con nào đấy? Đấy. Nhưng mà rừng khó đuổi lắm, gà thì nhiều, nhiều nhiều. Không đuổi được chứ? Rừng thế này thì. Lùa nó ra ngoài này, bắt ra đi. Cho nó ăn đấy. Có chài quăng. Xây nhà trong này quá đẹp luôn nhỉ. Cảnh trong này rừng cây với lại có cái vách đá, núi đá như này. Đẹp thế. Công nhận cái trang trại, cái ấy đẹp thật. Sớm thế này nó không về chuồng. Về chuồng thì đấy. Ba bốn thanh niên đi bắt gà, bắt vịt thất bại. Chắc không rõ rồi. 72 đúng không? Zoom vào. Đây cái nhìn số hạn đấy, cái này. Số 7 mất. Số 7 chắc rơi ra rồi. Chắc họ gắn đấy là thời Pháp nhỉ? Họ bắn xuống rồi đấy. Ừ. Chắc nhìn xa này khó. Có nhìn rồi đấy, cái hố ở giữa đấy quý vị ạ, nhưng mà hơi xa, zoom không vào được, nhìn số 2 hơi mờ mờ ở cái hốc đá ấy. Số 72 nhưng mà bây giờ còn mỗi số 2 ấy. Còn mỗi số 2. Đây là cái khu ngày xưa là đấy, là cái hốc hang gì chứ, kho báu hay chiến tranh à? Không phải đâu chứ, thì chiến tranh mà vào đấy thì đến lúc ra kiểu gì. Máy bay vào thôi, máy bay trực thăng ấy, trực thăng thì vào được. Cũng không ai khám phá nhỉ. Mấy anh em là sở tại đây là trong đó là cái khu này, khu bên dưới này là có trang trại bộ đội của mình ấy, ngày xưa. Dưới ấy. Rồi lại pin yếu rồi. Điện xuống kia đi, xuống dưới đường quay. Cái rồi. Đây không quay được đúng không? Quay được. Không sao. Đấy là thành quả của đi thủy điện, thăm thủy điện. Bắt gà rừng. Bắt gà rừng và cá lòng hồ thủy điện Trung Thu. Tầm 4 anh em. Đấy. Đấy. Cắt điện. Ừ. Ra là cắt lụ nan. Xong tơ cái tơ cắt tơ thì xong á. Mời anh em nhé, chúc Chăn Đưa TV cảm ơn anh em đã dẫn đi vào xem mà thủy điện Sơn La và bắt được cá của nhà trang trại này, với lại cá lòng hồ đấy, toàn món của rừng đấy, cá đồi đấy. Và một lần nữa Chăn Đưa xin cảm ơn nhá, và xin chào, hẹn gặp lại các video khác. Đấy, thành quả của buổi đi thăm thủy điện Trung Thu đây, đầy đủ hết anh em trong thành phần đi đây này. Toàn thanh niên lực lượng chưa có, toàn đơn thân, độc thân này, độc thân đấy. Đây là ở bản gì, bản Mường Anh Pa Ham, Mường Trà, Điện Biên đấy. Nâng chén rượu thôi mời em nhá, mời cả nhà nhá. Rồi vâng, xin đấy. Chào thành quả đi thủy điện đây này anh em ăn tối cùng nhau nhá. Đấy. Đấy.
chúc mọi người sức khỏe ngon miệng nhá. Đấy, chuyến đi thăm thủy điện bắt được gà cá này. Không phải đồ mua đâu. Thủy điện Trung Thu nhỉ, của Sapa Ham.